Các học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ ôn về câu điều khiển (conditional sentences). Nhất đó là câu điều khiển loại 1. Điều khiển loại 1 là điều khiển có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Các em hãy nhìn vào ví dụ. If you study hard, you will pass the exam. Nếu em học hành chăm chỉ, thì em sẽ thi đậu. Hay câu ví dụ thứ hai, I will stay at home if it rains. Tôi sẽ ở nhà nếu trời mưa. Thì đây là hai câu ví dụ là điều kiện có thể xảy ra. Nếu các em học hành chăm chỉ thì các em sẽ thi đậu, chắc chắn sẽ xảy ra. Hay là tôi sẽ ở nhà nếu mà trời mưa. Giả sử bây giờ trời bắt đầu có dự báo thời tiết là sẽ mưa, và có ai rủ các em đi chơi chẳng hạn, thì các em nói là nếu mà trời mưa thì tôi sẽ ở nhà. Vậy thì nhìn cái động từ chia ở hai mệnh đề, các em thấy có rõ ràng hai mệnh đề. Mệnh đề bắt đầu bằng if, ta gọi là mệnh đề if hay là mệnh đề điều kiện. Và mệnh đề không có if gọi là mệnh đề chính, và tiếng Anh là main clause. Vậy thì các em sẽ thấy là mệnh đề if và mệnh đề điều kiện, mệnh đề chính, vị trí của nó có thể thay đổi cho nhau. Nếu người ta để if đứng đầu thì sau mệnh đề if sẽ có dấu phẩy, còn nếu mà để mệnh đề if ở đứng cuối nhé, thì chính giữa không có dấu phẩy. Thì cái mệnh đề if hay là mệnh đề chính nó có thể trao đổi vị trí cho nhau. Thay vì câu ví dụ 1, cô nói là if you study hard, you will pass the exam. Cô có thể dùng you will pass the exam if you study hard. Hay câu ví dụ thứ hai, I will stay at home if it rains. Cô cũng có thể nói if it rains, I will stay at home. Quan trọng các em chú ý là thì sử dụng của hai mệnh đề. Nhìn vào ví dụ 1, các em thấy động từ là study. Và mệnh đề thứ hai, câu thứ hai, sau mệnh đề if đó là rains. Vậy thì sau mệnh đề if chúng ta sẽ sử dụng hiện tại đơn để các em có thể nhớ lại thì hiện tại đơn chia như thế nào. Các em nhìn sau đây, nếu người ta cho động từ to be thì hiện tại đơn các em sẽ chia là am, is hoặc là are. Nếu cho not be thì chia là am not, isn't và aren't. Và chú ý em not không có hình thức viết tắt. Còn trường hợp isn't, các em có thể viết rời là is not. Và trường hợp là aren't, các em có thể viết là are not. Trường hợp thứ ba, nếu ta cho động từ thường, thu hoạch, thì có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên, nếu ta cho chủ ngữ số nhiều, I will you day, hay là to, thì động từ thu hoạch á, mình sẽ giữ nguyên. Nếu người ta cho chủ ngữ ít, như là he, she, it, là một người hoặc một vật, thì động từ mình sẽ thêm s hoặc là es. Trường hợp thứ tư, nếu cho not động từ thường, cũng có hai trường hợp. Nếu chủ ngữ số nhiều thì mình sẽ mượn do và thêm not trong hoặc thành don't, và động từ trong hoặc đi lại. Các em cũng có thể viết r là do not cộng động từ trong hoặc. Nếu cho chủ ngữ ít thì mình sẽ mượn là does và thêm not là doesn't. Tương tự như ở trên, các em có thể viết tắt là doesn't hoặc là viết rời là does not. Bên mệnh đề chính, các em nhìn lại hai ví dụ, mình sẽ dùng là will pass hoặc là will stay. Thì đây là thì tương lai đơn. Thì tương lai đơn á, nếu người ta cho chủ ngữ, cho động từ trong ngoặc, các em sẽ thêm will rồi động từ trong ngoặc đi lại. Nếu cho not động từ trong ngoặc thì mình sẽ chia là will not, hoặc các em có thể viết tắt will not là won't, cộng động từ trong ngoặc. Ngoài ra, người ta có thể cho bên mệnh đề chính là can. Nếu cho can thì mình sẽ giữ nguyên can. Cho may sử dụng may. Cho must sử dụng must. Cho should sử dụng should. Và chú ý một điều là nếu người ta cho động từ khiếm khuyết nào thì mình sử dụng là động từ khiếm khuyết đó. Còn nếu người ta cho động từ thường, bắt buộc mình phải sử dụng will chứ động từ thường. Chú ý, trường hợp nếu người ta không cho if mà người ta cho unless,
unless, thì unless bằng if not. Em nhìn ví dụ. Unless you study hard, you won't pass the exam. Nếu bạn không học hành chăm chỉ thì bạn sẽ không thi đậu. Thì mình cũng có thể viết như thế này: if you don't study hard, you won't pass the exam. Vậy mình thấy cái unless tức là đó là hình thức của, nó bằng với hình thức là if not. Thì câu như bên đây, cái phần unless đó là mình để if. Em làm bài tập áp dụng. Vậy thì rõ ràng mình sẽ nhìn xem bên nào có chữ if là mệnh đề if, bên nào không có chữ if là mệnh đề chính, mình chia cho đúng. Ví dụ như câu 1, mình nhìn bên mệnh đề chính, mình thấy ta cho là will be. Chữ will người ta viết tắt ở đây là dấu sắc và hai chữ l. Vậy thì còn bên mệnh đề if chưa chia, người ta cho forget. Forget, vậy nếu mà nhìn ở phần thì hiện tại đơn thì các em sẽ thấy đây là dạng thứ ba, tức là ta cho động từ thường trong ngoặc. Ba là một người. Vậy thì động từ mình sẽ thêm s và cái s. Đây forget. Vậy mình sẽ thêm s vào thành forget. Câu số 2, em thấy là người ta cho bên mệnh đề if, ta cho does not hurry. Thì còn mệnh đề chính chưa chia, mệnh đề chính các em thấy không có if, thì mình sẽ dùng tương lai đơn. Vậy mình sẽ thêm will trước chữ miss thành will miss. Câu số 3, tương tự, người ta cho mệnh đề chính, yêu cầu mình chia mệnh đề if not be. Not be, vậy nhìn ở công thức trên nó là dạng 2. À, vậy mình sẽ chia em not isn't hoặc am. Lấy Hà một người, vậy cô sẽ dùng là isn't hoặc là is not. Câu thứ tư, ta yêu cầu mình chia bên mệnh đề if. Mệnh đề chính đã chia rồi là will John. À, finish, các em sẽ nhìn lên finish là nó dạng 3. Dạng 3 cho động từ thường thu ngoặc. Chủ ngữ suy số ít, vậy động từ phải thêm s với s. Ở đây finish tận cùng là sh, thì mình sẽ thêm s là finishes. Câu số 5, người ta đã chia mệnh đề if rồi, chia động từ thường là rise. Vậy thì mệnh đề chính tức là mệnh đề không có if, mình sẽ thêm will vào. Thì câu của mình sẽ là will not forget, hoặc em có thể viết tắt là won't forget. Em sẽ qua câu điều kiện loại 2. Điều kiện loại 2 là điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ đầu tiên, if I were you, I couldn't do that exercise. Nếu tôi là bạn thì tôi không thể làm bài tập đó. Giả sử cô gọi một bạn lên mà làm bài tập mà câu đó tương đối khó với mình, và khi bạn trở về chỗ ngồi, mình mới nói với bạn, nếu tôi là bạn thì nãy tôi không làm được câu đó đâu. Vậy thì mình không thể là bạn được, thì là cái chuyện này là điều kiện không thể xảy ra. Câu số 2, I would stay at home if it rained. Tôi sẽ ở nhà nếu mà trời mưa. Vậy thì mình thấy rõ ràng là đối với trường hợp này, cái tình huống như thế này, trời á rất là nắng, hiện tại trời rất là nắng và dự báo thời tiết cũng không có báo là có mưa. Do đó mình đặt điều kiện này thì điều kiện này cũng không thể xảy ra. Và ở đây cũng vậy, các em chú ý cách sử dụng thì của hai mệnh đề. Và cô nhắc lại, mệnh đề nào bắt đầu bằng if là mệnh đề if và mệnh đề điều kiện. Còn mệnh đề không có if là mệnh đề chính. Vậy thì bên mệnh đề if, các em sẽ sử dụng đó là thì quá khứ giả định, và tiếng Anh là past subjunctive. Quá khứ giả định nó y hệt quá khứ, chỉ khác cái này thôi. Nếu trường hợp người ta cho be, các em chỉ dùng một từ là were cho tất cả các chủ ngữ, cho dù là chủ ngữ ít hay nhiều. Trường hợp not be mình sẽ dùng là were, đó là were not. Trường hợp thứ ba, cho động từ thường thì mình sẽ thêm ed hoặc lấy động từ khi ở cột 2. Trường hợp thứ tư, cho not động từ thường thì mình sẽ mượn did và trong ngoặc ghi lại. Còn mình có thể viết tắt là didn't cộng với động từ nguyên mẫu. Bên mệnh đề chính thì trường hợp đầu tiên, mệnh đề chính tức là mệnh đề không có if. Nếu người ta cho động từ thường thì mình thay gì ở điều kiện loại 1 mình dùng will, thì đối với điều kiện loại 2 mình sẽ dùng would, tức là quá khứ của will và động từ trong ngoặc ghi lại.
À, và chú ý chỗ này, chữ would đó, có thể người ta không ghi chữ would mà người ta ghi thành dấu sắc là chữ giờ. Not động từ thường thì mình sẽ ghi là would cũng thêm chữ would trước, và not động từ thường ghi lại, hoặc là các em có thể viết tắt là wouldn't cộng với động từ thường. Trường hợp nếu người ta cho can thì mình sẽ chuyển thành could, cho may thành might, cho must thành had to, cho should vẫn giữ nguyên là should. Em làm bài tập áp dụng câu số 1 cũng vậy. Mới đầu các em sẽ xác định coi mệnh đề nào người ta đã chia rồi. Anh em thấy câu 1 người ta chia mệnh đề chính would write. Chỉ ý ta cầu mình chia mệnh đề if, mình thấy trong hoặc là động từ have, chỉ là so với công thức ở trên đây là dạng thứ ba động từ thường, mình sẽ thêm đi hoặc lấy động từ chia cộng 2, và chỉ have động từ bất quy tắc và quá khứ là have cộng 2. Câu số 2, em nhìn thấy người ta chia bên mệnh đề if ở quá khứ đơn. Vậy thì bên mệnh đề chính mình sẽ thêm would và động từ trong hoặc ghi lại, thì mình sẽ ghi là would is it. Câu số 3, had chia động từ mệnh đề if rồi, thì mệnh đề chính chưa chia thì mình sẽ thêm chữ would arrive. Câu thứ 4, người ta chia mệnh đề chính rồi, would see, thì mệnh đề mệnh đề if mình sẽ chia quá khứ đơn, vậy người ta cho leave. Đây là dạng thứ 3, thì chữ leave có quy tắc mình sẽ thêm đi leave. Câu số 5, ta chia mệnh đề chính rồi, wouldn't go, vậy bên mệnh đề if mình sẽ dùng were và thêm nó vào là won, gọi là won nó. À, bài tập tiếp theo cô sẽ xáo trộn giữa điều kiện loại 1 và loại 2. Cô nhắc lại thông thường dạng này khi kiểm tra khả thi, người ta sẽ chia sẵn một bên và yêu cầu các em chia mệnh đề còn lại. Vậy thì cũng nhắc lại các em sẽ xem và mình quyết định người ta đã chia mệnh đề nào rồi và xem đó là điều kiện loại 1 hay loại 2. Ví dụ câu 1, người ta cho sẵn mệnh đề chính rồi, đó là would get. Vậy là đây là điều kiện loại 2. Vậy thì bên mệnh đề if mình sẽ chia quá khứ giả định chữ study dạng thứ 3. Vậy thì mình sẽ thêm đi vào study y dài thành y ngắn thêm đi. Câu số 2, nếu nhìn vào mệnh đề if ta chia rồi, đó là had. Vậy là điều kiện loại 2 luôn. Vậy bên mệnh đề chính người ta cho chữ by động từ thường, vậy mình sẽ thêm would động từ trong ngoặc đi lại thành would by. Câu số 3, mệnh đề if chia rồi, can't ở hiện tại, vậy đây là điều kiện loại 1. Vậy bên mệnh đề chính mình sẽ ghi là will cộng động từ trong ngoặc, do chữ have là động từ thường, do đó cái câu này sẽ là will have. Số 4, người ta chia mệnh đề chính rồi, would travel loại 2. Vậy bên mệnh đề if mình sẽ chia quá khứ giả định, ta cho be là dạng thứ nhất, vậy là mình sẽ chia động từ là were. Câu số 5, bên mệnh đề chính chia rồi, will come, vậy là đây là điều kiện loại 1. Vậy bên mệnh đề chính mình sẽ dùng hiện tại đơn, vậy người ta cho be vậy mình sẽ dùng am, e hoặc are. Em chú ý chỗ này chữ de bản thân nó không quyết định nhiều hay ít, và danh từ phía sau quyết định nhiều hay ít. Ở đây phía sau mặc dù có chữ too much, và chữ much có nghĩa là nhiều, nhưng mà vì chữ much nó sử dụng cho danh từ không đếm được, mà bên tiếng Anh không đếm được là coi là chủ ngữ ít, là danh từ số ít. Do đó đây mình sẽ dùng là is, there is. Câu số 6, mệnh đề is kia rồi, và động từ là pollute, hiện tại đơn. Vậy bên mệnh đề chính mình sẽ dùng will động từ trong ngoặc, will have. Số 7, bên mệnh đề is kia rồi là stop, hiện tại đơn luôn. Vậy bên mệnh đề chính mình sẽ thêm chữ will trước là will be. Số 8, người ta chia mệnh đề chính rồi, đó là will be, thì mệnh đề if mình chia ở hiện tại đơn. Chữ touch vậy là dạng thứ 3, chủ ngữ là you, vậy động từ trong ngoặc ghi lại touch. Số 9, mệnh đề chính chia rồi là will make,
Vậy đây là điều kiện loại 1. Vậy thì động từ mình sẽ chia work. Số 10, mệnh đề chính kia rồi, would invite. Would invite. Vậy đây là điều kiện loại 2. Vậy bên mệnh đề if mình sẽ chia quá khứ gia định. Chữ met nó nằm ở trường hợp thứ 3, dạng thứ 3. Met là động từ bất quy tắc, mình sẽ sử dụng cột 2 là meet, sử dụng cột 2 là met. Tương tự các em sẽ làm 10 câu còn lại. Cô sẽ để thời gian các em làm, sau đó cô sẽ sửa. Câu 11, bên mệnh đề chính kia rồi, will go. Vậy các em thấy will go bên mệnh đề chính. Vậy đây là điều kiện loại 1. Vậy là bên mệnh đề if có mình chia hiện tại đơn not ran. Các em nhìn lên chú ý not ran, đây là dạng thứ tư. Do đó mình sẽ, và it là chủ ngữ ít đây, thì mình sẽ mượn does và thêm not và động từ ghi trong ngoặc ghi lại. Thì cô sẽ ghi là does not ran hoặc là doesn't ran. Câu 12, bên mệnh đề chính, tức là mệnh đề không có if, các em thấy không thấy will mà cũng không thấy would. Và các em thấy cái động từ tell, thì đây cái mệnh đề phía sau là một cái câu mệnh lệnh. Nó dạng câu mệnh lệnh, mà câu mệnh lệnh thì đây là điều kiện loại 1. Vậy thì mấy em coi đây là mệnh đề chính, vậy mệnh đề if, điều kiện loại 1, mệnh đề if mà người ta cho trong mặt là come. Vậy đây là dạng thứ 3. Chủ ngữ đó là new man, là một người. Vậy thì động từ mình sẽ thêm s vì s comes. Câu 13, em thấy người ta cho unless, nhắc lại unless bằng if not, và động từ bên đây ta cho là turn, hiện tại đơn. Vậy đây là điều kiện loại 1. Và mệnh đề chính thì cho ta cho là go, động từ thường, vậy bắt buộc mình phải dùng go, dùng will, sau đó thêm go, để go vô, vậy mình sẽ ghi là will go, em sửa lại câu will go. Câu 11, bên mệnh đề chính kia rồi, will get. Các em thấy will get, vậy đây là điều kiện loại 1. Vậy thì bên mệnh đề if mình sẽ chia hiện tại đơn. Người ta cho động từ là lead, là dạng 3, chủ ngữ suy, chủ ngữ ít, vậy động từ thêm s, lead. Câu 15, mệnh đề chính ta dùng là would be. Vậy thì đây là điều kiện loại 2. Vậy bên mệnh đề if mình sẽ sử dụng là quá khứ giả định chữ hang, vậy là dạng thứ 3. Đây là động từ bất quy tắc, vậy là cột 2 của hang là hung hung. Mình đọc cho dễ nhớ là hang hung hung ha. Hung. Câu 16, bên mệnh đề chính người ta chia rồi, dấu sắc kia giờ. Nãy cô nhắc lại rồi là viết tắt của would. Vậy đây là điều kiện loại 2. Vậy bên mệnh đề if mình sẽ sử dụng quá khứ giả định. Và chữ no, đây là động từ bất quy tắc, do đó cột 2 là new. Câu 17, động từ là will bring. Đây là điều kiện loại 1. Will bring mệnh đề chính, will bring điều kiện loại 1. Vậy bên mệnh đề if mình chỉ hiện tại đơn. Not like, vậy là đây là dạng thứ 4. Rồi chủ ngữ là you, chủ ngữ nhiều, vậy mình sẽ mượn là do. Thì các em có thể ghi là do not like hoặc là don't like. Câu 18, would be, thì là đây là điều kiện loại 2.
Vậy bên mệnh đề if mình sẽ sử dụng quá khứ giả định, depend là bất quy tắc, do đó cô sẽ thêm, có quy tắc, do đó cô sẽ thêm ed là canceled. Câu 19, bên mệnh đề chính người ta dùng là may get. Đây, em thấy chữ may nè, may nè, may get. Vậy thì đây là câu điều kiện loại 1. Vậy bên mệnh đề if mình sử dụng hiện tại đơn, chủ ngữ là khi, chủ ngữ ít và chữ stop. Đây, chữ stop vậy là dạng thứ ba. Mà khi chủ ngữ ít thì động từ mình phải thêm s với es. Stops. Câu 20, người ta cho bên mệnh đề chính là may look. May look là điều kiện loại 1. Vậy bên mệnh đề if mình cũng vậy, chỉ hiện tại đơn. Chủ ngữ suy, chủ ngữ số ít, người ta cho chữ do, vậy là đây là dạng thứ 3. Cho suy chủ ngữ ít thì mình sẽ thêm s với s. Chữ do tận cùng là o, do đó mình sẽ thêm s, does. Vậy là vừa rồi các em đã ôn lại cách sử dụng cái câu điều kiện loại 1 và loại 2. Cô nhắc lại, loại 1 là điều kiện có thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai. Còn điều kiện loại 2 là điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Thì mấy em nhìn thấy rất là rõ, bên if ở điều kiện loại 1 thì mình sẽ sử dụng hiện tại đơn. Và bên mệnh đề chính, nếu người ta cho động từ thường thôi thì mình sẽ ghi will. Còn nếu ta cho những cái động từ khiếm khuyết thì mình chỉ cần biết là động từ khiếm khuyết mà thôi. Tương tự như vậy, ở điều kiện loại 2 thì mấy em chú ý là bên mệnh đề if người ta sử dụng quá khứ giả định. Vậy là quá khứ giả định khác quá khứ thường chỗ động từ be. Quá khứ thường ở động từ to be thì mình sẽ dùng là was hoặc là were. Nhưng ở quá khứ giả định các em chỉ cần dùng một từ were. Tuy nhiên có một số sách đó, các em dùng was cho chủ ngữ số ít vẫn đúng. Nhưng mà với trường hợp chủ ngữ ai thì các em không được dùng was, bắt buộc phải dùng were. Do đó cái này để không có lộn á, các em tốt nhất là dùng were cho tất cả các chủ ngữ. Bên mệnh đề và bên mệnh đề chính không có if á, thì mình sẽ thay dùng will ở trên thì mình sẽ dùng would và động từ trong ngoặc kép lại. Còn nếu người ta cho những cái động từ khiếm khuyết thì mình mới chuyển những động từ khiếm khuyết đó qua quá khứ. Và chú ý là chữ must á, vì nó không có hình thức quá khứ, do đó người ta dùng cái hình thức quá khứ tương đương, đó là have to. Và hy vọng là qua cái phần này các em sẽ hiểu cách sử dụng để cho sử dụng nhuần nhuyễn, thì các em nên ghi ra tập những cái câu mà cô đã cho và tự làm. Cô cũng đã gửi cái file mà bài tập này cho các em rồi, và là các em có thể ghi ra và mình làm lại.